bạn ơi, hôm nay mình cùng các bạn sẽ cắm bát hoa các bạn ạ. Mình cùng các bạn sẽ cắm bát hoa. Đây là bông hoa hồng rất là to các bạn nhé. Bông hoa hồng màu hồng rất là to. Bông hoa hồng này rất là nhiều cánh. Cánh to. Trong cùng một bông hoa có rất là nhiều cánh hoa. Mình sẽ cắm bông hoa hồng đầu tiên. Tiếp theo cũng là hoa hồng màu đỏ. Cái bông hoa hồng rất là to. Mình sẽ tiếp tục cắm vào cùng bát hoa. Hoa hồng màu hồng. Tiếp theo là hoa màu trắng, hoa hồng màu trắng, cũng là bông hoa to màu trắng các bạn. Mình sẽ tiếp tục cắm bông hoa màu trắng. Bông hoa hồng rất là to, màu trắng tinh. Mình sẽ kết hợp cùng với hoa hồng màu đỏ và hoa hồng màu hồng trong cùng một bát hoa. Tiếp theo mình vẫn cắm bông hoa hồng màu hồng nhé. Bông hoa rất là to các bạn ạ. Và tiếp theo mình sẽ cắm bông hoa hồng màu đỏ. Kết hợp rất là nhiều màu hoa trong cùng bát hoa. Một loại hoa hồng nhưng có rất là nhiều màu hoa các bạn,
rất là nhiều màu hoa trong cùng một bát hoa. Và mình sẽ tiếp tục cắm hoa hồng màu trắng nhé. Đây là bông hoa hồng màu trắng tinh các bạn, bông hoa rất là to. Màu trắng tinh. Và mình sẽ tiếp tục cắm bông hoa màu trắng. Đây là bông hoa màu trắng các bạn. Trong bát hoa này mình cắm có một loại hoa hồng, nhưng mà rất là nhiều màu hoa không, rất là nhiều màu hoa trong cùng một bát hoa. Rất là nhiều màu hoa. Và mình sẽ tiếp tục cắm hoa màu hồng. Mình sẽ tiếp tục cắm bông hoa màu hồng. Bông hoa cuối cùng của bát hoa là bông hoa hồng màu đỏ các bạn ạ. Đây là bông hoa hồng màu đỏ, là bông hoa cuối cùng. Và mình đã cắm xong bát hoa. Chào các bạn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.